Chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh Tiểu sử Người Nổi Tiếng. Trong bản tin ngày hôm nay sẽ cung cấp cho các bạn thông tin Tiểu sử Người Mẫu Nguyễn Phương Thanh Vy. Người mẫu Nguyễn Phương Thanh Vy còn có biệt danh là Sima Thanh Vy, sinh vào ngày 8 tháng 3 năm 1995 tại thành phố Hồ Chí Minh, là một diễn viên người mẫu Việt Nam. Nguyễn Phương Thanh Vy có chiều cao 1m68. Đến ngày 3 tháng 10, Nguyễn Phương Thanh Vy đã chính thức lọt vào top 6 của cuộc thi Asian Next Top Model mùa thứ 6. Thanh Vy cũng đã từng lọt vào top 9 cuộc thi Hoa Khôi Áo Dài Việt Nam vào năm 2016. Về sự nghiệp, diễn giả. Cô bắt đầu trở thành diễn giả vào ngày 30 tháng 7 năm 2019 của một tổ chức phi lợi nhuận do các bạn trẻ ở thành phố Hồ Chí Minh xây dựng với mong muốn trở thành một lăng kính đa chiều soi chiếu một cách chân thực những vấn đề thời sự trong xã hội Việt Nam hiện nay. Với chủ đề chuẩn đẹp cơ thể hay tâm hồn thì cô đã gây được ấn tượng mạnh đến với giới trẻ với thông điệp sống hạnh phúc. Về người mẫu. Bắt đầu hoạt động nghề người mẫu từ năm 14 tuổi, sau khi chiến thắng ở cuộc thi Gương Mặt Tuổi Hồng của báo Mừng Tím thì cô đã bắt đầu hoạt động người mẫu ảnh và catwalk tuổi teen ở các tờ báo trên mạng yêu thích của giới trẻ như H2, Hoa Học Trò, Mực Tím, Khăn Quàng Đỏ, kênh 14, tin.vn. Cô đã từng lọt vào top 9 Hoa Khôi Áo Dài Việt Nam, Miss World Việt Nam 2016 với số điểm 10,5. Ngoài ra thì thành tích của cô gái này ở nhiều sân chơi sắc đẹp cũng rất đáng nể. Top 2 gương mặt đẹp nhất của cuộc thi Topgirl 2012, top 10 chung cuộc của cuộc thi Miss Ngôi Sao 2013. Hoa Khôi Mùa Xuân của trường Đại học Hồng Bàng, thành phố Hồ Chí Minh vào năm 2014. Cô là đại diện chính thức của Việt Nam tham gia vào cuộc thi. Với những kinh nghiệm từ các cuộc thi sắc đẹp nên cô đã được fan của các chương trình đánh giá cao là sẽ đi xa. Vào tập 3 thì cô đã bị sốc nhiệt khi tham gia thử thách nhưng cô vẫn xếp thứ 2 và đưa cô vào top 9. Vào được tập 7 lên sóng vào ngày 3 tháng 10 năm 2018, trong phần chụp hình với chủ đề Cuộc Sống Của Người Khổng Lồ thì cô đã lọt vào top nguy hiểm lần thứ 2 cùng với thí sinh Đài Loan Mia. Nhưng cô lại ra về trong top 6. Sau khi cuộc thi kết thúc thì cô được đánh giá là thí sinh Việt Nam được yêu thích nhất trong lịch sử của chương trình và là thí sinh có nhiều khả năng tiếng Anh tốt nhất trong cuộc thi. Về sự nghiệp diễn viên, đóng MV. Ngoài ra thì cô còn được mệnh danh là nữ hoàng MV khi xuất hiện trong các MV của các ca sĩ nổi tiếng từ năm 14 tuổi như Quang Vinh, Nu Phước Thịnh, Hoài Lâm. Về sự nghiệp điện ảnh, cô đã từng thành công khi từng đóng trong hai bộ phim Hot Boy Nổi Loạn và Scandal. Mới đây thì cô lại tiếp tục xuất hiện trong bộ phim 11 Niềm Hy Vọng với vai trò là nữ chính bởi Metan Entertainment. Về kinh doanh thời trang, tháng 8 năm 2019, cô đã trở thành đồng sáng lập của thương hiệu ED, bán sản phẩm thân thiện với môi trường và gây quỹ nhằm mục đích từ thiện và hoạt động môi trường. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Các bạn đừng quên bấm like, đăng ký kênh và bật chuông để nhận được những video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.